nhà vệ sinh bên trong nữa. Ơi, chưa được cái ban công này đẹp nhỉ? Ừ. Ban công. Đúng rồi, view quá đẹp luôn. Ở đội Cấn mà có view này là hơi bị hiếm ấy. Và đúng rồi, chuẩn luôn. Nhà chị cảm giác xây chắc chắn nhỉ? Nhìn cái định chắc chắn. Mua là chắc. Vâng, nhìn nhà chắc chắn như này. Mà xây rất là thiết kế rất là hợp lý. Đây một cái không gian nữa đây. Đây là bài trí bếp núc để là sân phòng công mở. Để sao khá là ăn được các thứ. Này treo ngoài cái đèn đồng nước mà nhìn trông thì trên cái này nào cũng được, đây có được làm buồn như thế nào. Đây tầng này thì tầng này với tầng dưới thì nó là hai phòng ta chia này, nó chia phòng thì hai nhà vệ sinh. Đúng rồi, con này thiết kế hợp lý đấy. Xem này nha. Tầng nào giống thì thôi, tớ phải đi làm.